Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn một cái chức năng cực kỳ là hữu ích ở trên cái xe số tự động nha các bạn. Thì mình thấy hầu như các bạn chạy xe số tự động nhưng mà xe đó có chức năng này nhưng mà bạn chưa bao giờ sử dụng chức năng đó nữa, hay là biết nhưng mà cũng không sử dụng nữa. Nhưng mà mình nói bạn cái chức năng này là rất cực kỳ là an toàn và rất tiện cho mình nha các bạn. Bạn mà đi đường thành phố hay đường đèo dốc hay gì đó chẳng hạn, rất là hay giữ an toàn cho mình đó. Đây mình sẽ giới thiệu nha. Đây là cái nút auto hot nè. Thì đa số các dòng xe số tự động hiện nay á, sẽ trang bị cái tính năng auto hot này nè. Thì cái auto hot này là gì? Hiểu đơn giản cái auto hot này á, là chức năng giữ thắng khi người lái dừng xe mà không cần người lái á, giữ thắng hay là kéo phanh tay. Khi nào mà bạn muốn đi á, chỉ cần bạn điểm vô chân ga, cái tính năng auto hot này á, sẽ tự động tắt và sẽ bắt đầu di chuyển như bình thường à. Đó. Thì mình thấy cho các bạn chạy xe cứ chạy rồi bắt đầu cái đậu xanh đỏ cứ giữ luôn cái thắng đó hoài luôn vậy đó. Nhưng mà mình chỉ cái auto hot này nó vậy, các bạn dễ đi, nó sẽ đỡ nguy hiểm nữa, nó không bị trôi xe các bạn nữa. Thì cái nói rõ luôn, cái auto hot cái tính năng mà xe số tự động này á, nó khác với tính năng mà khởi hành ngang dốc nha các bạn. Tại vì cái tính năng khởi hành ngang dốc á, trong khoảng thời gian nó chỉ hoạt động trong khoảng thời gian khoảng từ 3 tới 5 giây thôi, nó sẽ đậu trên dốc đó xe của bạn sẽ bị trôi. Nhưng mà cái tính năng auto hot nè, các bạn đậu trên dốc bạn đập thắng rồi á, các bạn buông thắng ra cái xe của bạn cũng không bị trôi nữa. Tại vì á nó giữ đó, nó liên tục nó giữ khi nào mà chừng nào mà bạn đạp cái chân ga vô đó, nó mới đi trôi xe đi thôi. Cũng giống như mà bạn đậu xe trên đường bằng phẳng gì vậy nè, mà bạn có việc nào gấp đó bạn quên đi, bạn thắng rồi các bạn nhảy xuống bạn lấy đồ cái vào đầu bạn quên về số B, cái đầu xe nó sẽ tự trôi. Nhưng mà khi bạn xài cái tính năng này á, các bạn đậu vô rồi á, là cái xe bạn sẽ đứng yên luôn, mặc dù á, xe bạn đang là số D là số tới đó. Cái chức năng này rất hay nha các bạn, nó giúp cho các bạn này kia khởi hành xe mà đứng ở dốc này kia rất là dễ dàng, cũng như là phòng ngừa rủi ro mà bạn dừng xe đậu xe lại các bạn quên về số B đi, các bạn dặn để số D nữa. Điển hình là cái vụ tai nạn ở sân bay Thân Nhất mà lúc trước báo chí đưa tin đó, là đậu xe xong ra dừng xe lại xuống lấy đồ mà quên về số B, dẫn để N bắt đầu chạy xe di chuyển rồi quên mình vô đạp cái thắng nhưng mà nhầm vô cái chân ga, cho nên đó, xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc đó. Cho nên các bạn hiện tại cái này mình không phải nhắc lại vụ tai nạn đó nha, vụ tai nạn, nhưng mà khi mà các bạn xài cái chức năng này đó, nó rất là an toàn, cực kỳ an toàn các bạn, phòng ngừa này kia nhiều cái rủi ro lắm. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã coi hết video nha. Thì hôm nay mình chỉ các bạn cái tính năng đó. Nếu cái xe bạn là xe đời mới thì chắc chắn sẽ có tính năng đó, nằm ở chỗ gần cái cần số đó. Rồi thì nếu xe bạn có tính năng đó thì mình khuyên bạn nên sử dụng đi, nó rất cực kỳ an toàn, nó hữu ích, nó không có dư thừa đâu. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã coi hết video nha. Đó, xe mình có xài số nút nhưng mà vẫn có chức năng auto hot nằm B đó. Các bạn xài số sàn ở số mà số tự động mà cần gạt cũng có luôn đó. Rồi bye bye, xin chào.